Hello hello hello, lại là chỗ đây. Mưa gió bão bùng mà vẫn nhất quyết đưa mẹ cùng với mấy con vịt rời đi ăn hải sản. Nghe tin Kiều Vân Long đã có chương trình khuyến mãi tặng tôm hùm bò lò phô mai cho bàn 4 người trở lên là phải chuyển luôn đây này. Ôi cái banner to giữa, tranh thủ ra đọ độ tươi của mấy chú cua ghẹ xem thế nào nha. Cua ở đây con nào con đấy tươi sống bò lồng ngồm luôn nhá. Hôm nay tôi sẽ thử thách với mọi người ăn hết bể cua này nha. Con kia làm xuống. Ha ha, làm xuống rồi. Nay tôi tới sớm quá nên quán vẫn vắng, chưa có ai luôn nè. Một lúc sau là quán đông quá trời luôn ấy. Chán chê bể cua rồi, lượn lờ qua khu salad cái nhỉ. Được cái nhiều loại salad ghê á. Sốt vàng vàng chua chua bé béo này ăn mê phết không ơi. Còn đây là quầy lai hấp này. Ai chà, đa dạng phết. Nồi nào nồi đấy ú ụ, lúc nào cũng nóng hổi đảm bảo chất lượng món ăn. Còn phía bên đây là các loại thịt bò để thả lỏng nha. Có cả ngao này, thưng này, bạch tuộc rồi lườn cá hồi tươi giói luôn. Tèn tèn, các ông nhìn tôi khám phá ra được cái gì đây? Cùng đi đếm hầu với tôi nào. Nhìn con hầu tươi thế không biết, béo múp béo míp luôn ấy. Chán chê thì tạt qua quầy sushi nào. Cuối cùng là quầy lai nướng nha. Chả ăn lẩu thì chuyển quả ăn, thịt bò thì heo nướng cũng ổn áp phết. Trời ơi, toàn là cái cháo cá hồi đen nóng hổi. Tôi là tôi thấy rõ luôn từ miếng cá hồi. Nhớ cho thêm một chút rau tía tô và cả hành nữa thì bát cháo quả là tuyệt vời luôn. Tèn tèn, tôi quay trở lại bàn ăn rồi đây. Các ông có tin chỗ này cho 5 người nhà tôi ăn hết không? Thích nhất là cầm mấy chú tôm càng xanh to mầm béo múp hấp lên màu đỏ thích. Tôm càng xanh mà chờ với mối ớt xanh thì là hết sể luôn. Tới Kiều Vân Long thì đừng có quên gọi ốc hương béo múp béo míp nha. Nào để tôi cầm mấy chú gậy hấp lên nhá. Quay lâu quá mà vẫn chưa được ăn đây. Nhìn mấy con vịt nhà tôi ăn dim sum kìa. Chúng nó ăn sướng mà cười tít hết cả mắt luôn á. Nào nào nào, để tôi chính là luôn siêu phẩm hôm nay nha. Tôm hùm bò lò phô mai siêu siêu chất lượng. Lớp phô mai dày cộng thêm thịt tôm hùm trắng nịch, không hề bị bỏ đâu nha. Để tôi đo độ dài của bề bề bằng độ dài của bàn tay tôi không tiếp nhá. Tiếp cuối cùng là thả mấy em cua vào nồi lẩu sôi ung ục. Sau 15 phút chờ đợi thì tèn tèn, cua cũng đã chín rồi nè. Các ông thấy sao chứ tôi thấy ăn ở Kiều Vân Long vẫn là chất lượng nhất. Cua to lại còn tươi này, càng gẹ siêu siêu nhiều thì tôi có ăn buổi tối thì giá là 458k có cả cua, còn buổi trưa chỉ là 438k thôi nha. Tổng kết bữa hôm nay tôi thấy cực kỳ đáng tiền luôn các ông ạ. Ông nào là big fan của hải sản thì đừng có quên Kiều Vân Long nha.